Sáng nay tại Vĩnh Long, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh cấp vùng khu vực miền Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Tại chung kết cuộc thi năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn 80 dự án khởi nghiệp tiêu biểu. Trong đó, khu vực miền Nam có 18 dự án của 14 tỉnh, thành phố, tăng 50% số lượng dự án so với năm ngoái. Những cái dự án khởi nghiệp mà được vào cái vòng sàng lọc này là những cái minh chứng hùng hồn cho câu chuyện là chị em phụ nữ miền Nam với tinh thần khởi nghiệp. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là chị em mình với một cái tinh thần tự tin nhất. Với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh, tại cuộc thi lần này, 18 ứng viên đến từ 14 tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam đã mang đến cuộc thi nhiều sản phẩm khởi nghiệp độc đáo sáng tạo. Trong đó có những sản phẩm cải thiện quy trình sản xuất, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất hữu cơ, sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Thì em rất hạnh phúc và vinh dự khi được giao lưu học hỏi cùng với lại tất cả các chị em trên mọi miền của Tổ quốc và được đưa cái sản phẩm của mình để hướng tới cộng đồng và để giúp ích cho cộng đồng. Cuộc thi ngày hôm nay giúp ích cho tôi thứ nhất là thêm được học hỏi thêm nhiều kiến thức, thứ hai là được giao lưu với lại các đơn vị bạn và mở rộng các mối quan hệ kinh doanh. Hy vọng rằng qua cuộc thi thì các chị em có ý tưởng khởi nghiệp của Vĩnh Long cũng sẽ tự tin hơn với phong trào khởi nghiệp, góp phần cùng với tỉnh có những cái sản phẩm chất lượng mà đáp ứng được với nhu cầu cuộc sống. Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp tục được cải tiến, đổi mới thông qua sự phối hợp tổ chức với 6 bộ ngành, hội, hiệp hội, thu hút được nhiều phụ nữ trên cả nước tham gia. Ngoài gia tăng mạnh về quy mô, chất lượng, thành phần đối tượng tham gia, các sản phẩm dự án khởi nghiệp còn đa dạng, phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động của thiên tai. Chúng tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là rõ ràng là cái tiềm năng về mặt đổi mới sáng tạo của chị em phụ nữ là rất là lớn. Chị em không chỉ giỏi việc nước đảm việc nhà mà thông qua cái cuộc thi này thấy rằng là có rất nhiều các cái dự án, các cái ý tưởng sáng tạo đã được xây dựng thành các cái mô hình, thành các cái hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể và đang ngày ngày đóng góp vào cái sự tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, thể hiện được cái tinh thần sáng tạo và những cái tư duy đột phá của chị em và thể hiện được cái năng lực về đổi mới sáng tạo của chị em của khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp không chỉ nhằm động viên khích lệ tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ trên cả nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, mà còn tạo môi trường kết nối, tăng nguồn lực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng với các giá trị hữu ích, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, tạo tác động xã hội theo hướng chuyển đổi xanh và bền vững.